Lý Phương Châu thách thức Lâm Vinh Hải, nếu tôi nói sai cái gì về anh, cứ nộp đơn kiện ra tòa. Lý Phương Châu lại tiếp tục tung bằng chứng, lý do từ đâu và tiết lộ sự thật về chuyện chồng cũ không được gặp bé Kỳ Kỳ. Vẫn chưa dừng lại, Lý Phương Châu lại tiếp tục đưa ra loạt lý lẽ và khi bị Lâm Vinh Hải đặt điều nói xấu, cũng như không cho gặp con từ năm 2018 đến nay. Ồn ào giữa Lâm Vinh Hải và bạn gái Linh Chi với vợ cũ Lý Phương Châu dường như chưa có dấu hiệu chấm dứt kể từ sau khi Nam Vũ Công ly hôn vợ cũ từ 3 năm trước. Tiếp nối câu chuyện cách đây 2 ngày, Lý Phương Châu đã viết toàn bộ câu chuyện vạch mặt chồng cũ nói xấu. Như trạng thái trước, Lý Phương Châu nói sẽ có thêm câu chuyện nữa về vấn đề như Nam Vũ Công chia sẻ vợ cũ không cho gặp con 2 năm nay. Thế nhưng mới đây trên trang cá nhân một lần nữa Lý Phương Châu tiếp tục đưa ra những lý lẽ để phản bác việc chồng cũ tố cô không cho gặp con suốt một năm qua. Mở đầu cho câu chuyện Lý Phương Châu chia sẻ lần này, bạn gái hiền xến đã đưa ra những lý do khiến cô quyết định không cho Lâm Vinh Hải gặp con. Lý do đầu tiên là vì khi về bên Lâm Vinh Hải, bé Kỳ Kỳ bị dạy nói dối mẹ và bà ngoại. Bé được dạy ăn diện trang điểm, cô đã nhắn tin trực tiếp với Lâm Vinh Hải về việc anh có thể đưa con đi chơi cùng Linh Chi. Nhưng không được dạy hư con, vợ cũ Lâm Vinh Hải cứng rắn, còn nếu ai nêu quan điểm con nít make up, ăn diện tí là bình thường hoặc so sánh với con nít nước ngoài thì ok, mỗi người một quan điểm. Nhưng nếu vậy thì tự đi mà đẻ, tự đẻ rồi tự nuôi đi, rồi muốn làm gì thì làm ok, còn đây là con của tôi có quyền dạy và bảo vệ con theo cách của mình, chứ đừng có sống theo kiểu trên núi, con người ta mà đòi dạy theo cách của mình. Lý do thứ hai được Lý Phương Châu đưa ra là Linh Chi chụp ảnh cùng con gái cô và Lâm Vinh Hải, sau đó đăng trên Facebook của mình kèm những lời lẽ vô văn hóa, vô học, thóa mạ mình, cho rằng mình là người em không làm tròn bổn phận. Lý Phương Châu bày tỏ quan điểm thẳng thắn rằng, việc chụp hình với một đứa bé, làm thân làm tốt với đứa bé đó, chụp hình đăng lên mạng xã hội, rồi đi chửi mẹ của chính đứa bé đó, thêu dệt những lời nói dối của đứa bé. Ngay dưới chính bức hình và PR lên báo bằng việc đó, với Châu, đây là hành động không thể chấp nhận, thể hiện rõ sự vô học và thiếu suy nghĩ, không hề thương yêu hay suy nghĩ cho đứa bé đó một chút nào. Nếu có một chút suy nghĩ, có biết nghĩ 6 tháng 1 năm nữa đứa bé biết đọc sẽ như thế nào không? Đúng, hành động này không phải Hải làm, nhưng Hải là ba. Châu giao con cho Hải, thì với Châu, Hải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm trong việc này, là một người ba phải biết bảo vệ con mình, hễ nhất phải biết can ngăn người bên cạnh nếu cảm thấy hành động đó không tốt cho con mình. Bao nhiêu chịu đựng đến giờ đây, Lý Phương Châu phải tiếp tục đưa ra lý lẽ để chứng minh việc Lâm Vinh Hải tố mình không cho gặp con là sai sự thật và trần toàn bộ có lẽ không có những người cha lại xấu như chồng cũ. Lý Phương Châu bức xúc vì Linh Chi dạy con gái Kỳ Kỳ nói dối, dạy make up, ăn diện. Tin nhắn của Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải khi được cô chụp lại để chứng minh cho lời bản thân nói là sự thật. Cô bức xúc về việc chồng cũ tố không cho gặp con. Không phải tự nhiên mà việc Hải gặp con từ Tết 2018 đến giờ khó khăn như vậy. Nói Châu cấm Hải không được gặp con từ Tết 2018 đến nay là chưa chính xác. Châu nói rõ Hải có thể qua nhà Châu thăm con hoặc Châu đưa con qua nhà Hải và đợi đón về. Từ Tết 2018 đến giờ, Hải chỉ có 2 lần chủ động liên hệ Châu muốn gặp con là tháng 4, 2018 và tháng 10, 2018. Ngoài ra, Hải cũng không điện thoại nói chuyện với con hay nhắn tin cho Châu hỏi tâm về tình hình con lần nào, chứ không phải nhiều lần xin gặp như bài báo nói. Nói hai cái Tết. Gia đình nội không được gặp Kỳ Kỳ vì Châu không cho, không chính xác. Tết 2018, Châu có nhắn tin Hải, nói rõ là vì Châu không muốn gặp Hải, nên khi nào Hải không có nhà, Châu sẽ đưa con Kỳ Kỳ qua chúc Tết nhà nội. Nhưng Hải không trả lời và suốt mùa Tết, Hải cũng không liên lạc lại. Tết 2019, Hải cũng không liên lạc đề cập việc thăm con hay gặp con. Lý Phương Châu cũng dành lời nhắn cuối cùng cho Lâm Vinh Hải rằng, nếu anh thật sự thương con như anh nói, muốn gặp con như anh nói thì đừng có 2-3 tháng lại ăn mày quá khứ. Lôi tên em để lên báo để PR như vậy, không ai chấp nhận. Đưa con cho một người suốt ngày kiếm chuyện và đặt điều về mình. Và gia đình em cũng sẽ không chấp nhận cho anh gặp Kỳ Kỳ. Bởi vì không ai muốn con mình, cháu mình dính líu với một người như anh hoặc những người bên cạnh anh. Năm rồi hãy thôi dùng miệng nói xấu nhau, nói đại vậy ai nói cũng được. Nếu cảm thấy em nói sai cái gì anh cứ nộp đơn kiện ra tòa. Em làm ra tiền mà anh, em có thể thuê luật sư theo Hồng Anh đến cùng, em sẵn sàng ra tòa đối chất thẳng mặt với anh. Chứ đừng tiếp tục chơi trò PR rẻ tiền nữa, 2019 rồi, mình cư xử văn minh và tiến bộ hơn anh nhé. Lời cuối Lý Phương Châu đã cố gắng kìm lại và chốt, sẵn sàng ra tòa đối chất thẳng mặt với anh chứ đừng tiếp tục chơi trò PR rẻ tiền nữa.
Bộ ảnh Tết 2018 cho thấy Lý Phương Châu vẫn tạo điều kiện cho chồng gặp con gái. Sau hai lần phản pháo của Lý Phương Châu, người hâm mộ vẫn trông ngóng xem Lâm Vinh Hải sẽ đối diện với vấn đề này như thế nào. Tin nổi không, đây là nhan sắc hiện tại của Mỹ Nam lừng danh một thời Johnny Chí Nguyễn. Những hình ảnh mới nhất của nam tài tử của dòng máu anh hùng Johnny Chí Nguyễn khiến không ít người xót xa. Trên một chuyên trang về showbiz vừa đăng tải loạt ảnh của Johnny Chí Nguyễn trong buổi ra mắt phim Hai Phượng. Không còn vẻ điển trai lãng tử, Johnny Chí Nguyễn lại trông già nua khiến khán giả vô cùng xót xa. Khuôn mặt nam tài tử hốc hác, hai má hớp lại, hằng những nếp nhăn của thời gian, hàm răng trắng bóng của ngày nào nay cũng xỉn màu. Râu mọc xồm xoàm trông càng xuống sắc, quả thật khó lòng để nhận ra đây chính là tài tử của dòng máu anh hùng một thời. Bạn có nhận ra đây chính là Johnny Chí Nguyễn không? Chỉ sau thời gian ngắn anh đã xuống sắc không ngờ. Còn đâu nhan sắc Mỹ Nam một thời? Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng vừa ngỡ ngàng vừa thương tiếc cho nhan sắc xuống cấp không phanh của Johnny Chí Nguyễn. Họ mong anh có thể lấy lại phong độ nhan sắc của ngày nào. Thời gian không chừa một ai, hồi đóng dòng máu anh hùng đẹp trai ngầu, đánh võ hay kinh khủng, bây giờ nhìn không ra luôn. Anh giả vờ để xem mọi người trầm trồ hay không thôi. Ôi thần tượng một thời đây sao, hồi nhỏ có điện thoại toàn canh coi quảng cáo của ổng. Nghe đồn bị ai bỏ ngải nên mới bỏ vợ con và làm những chuyện khác người nữa. Không biết thật hư sao nhưng giờ tàn tạ thấy rõ. Một thời vì anh mà chị Hai Phượng bị mang tiếng là kẻ thứ ba. Là do bây giờ anh hiện tại xài hao hay do thời gian làm ra anh như vậy? Cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối cho nhan sắc ngày nào đỉnh cao lại xuống dốc của Johnny Chí Nguyễn. Những năm qua, Johnny Chí Nguyễn chọn cách sống ẩn dật, anh chỉ ở võ đường của riêng mình và hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nam diễn viên cũng hạn chế nhận các dự án điện ảnh. Tin tức về anh cũng bị bó hẹp. Nhìn Trường Giang, Hà Tăng mở nhà hàng tưởng nhanh giàu sang, nam em bay ngay tiền tỷ. Ngoài việc hoạt động nghệ thuật, nhiều sao Việt đã phất lên nhờ nghề tay trái của mình. Tuy nhiên, cũng có người mất cả núi tiền khi kinh doanh bị thua lỗ. Tăng Thanh Hà, sau khi kết hôn ngọc nữ giới showbiz lui về ẩn để quản lý chuỗi nhà hàng của gia đình chồng, cô cũng rất tích cực quảng bá hình ảnh cho những cơ sở này trên trang cá nhân. Hình ảnh người đẹp đích thân phụ giúp công việc bếp núc trong ngày khai trương quán ăn Nhật trong trung tâm thương mại được nhiều người chú ý và vô cùng thích thú. Lấy chồng hào môn, song nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc không hề phụ thuộc, cô cũng có nguồn tài chính riêng. Hiện tại Hà Tăng là bà chủ của ba thương hiệu ẩm thực có tiếng ở Sài Gòn, trong đó Tori King chuyên về món ăn nhanh kiểu Nhật như sushi, các món xiên que nướng. The Grab Sack có 3 cơ sở phục vụ cua và các món ăn hải sản. Còn Urban Kitchen Bar phục vụ đồ Tây, các món mặn, hướng tới khách văn phòng. Các nhà hàng này đều nằm ở vị trí đắc địa, ngay trung tâm thương mại lớn nên lúc nào cũng đông khách. Nhờ việc kinh doanh cá nhân thuận lợi, Tăng Thanh Hà có điều kiện quay lại showbiz với vai trò nhà thiết kế thời trang. Bình Minh mở cửa cách đây 3 năm, quán hủ tiếu bò viên do diễn viên Bình Minh làm ông chủ ngày càng được thực khách yêu mến. Quán Chú Tư Già vốn dĩ là một thương hiệu nổi tiếng ở Sài Gòn, đã được chàng diễn viên điển trai mua lại kinh doanh. Người chủ trước cũng truyền lại bí quyết giúp anh phục vụ tô hủ tiếu bò viên ngon nhất cho thực khách. Hai vợ chồng anh thi thoảng xuất hiện ở quán để gặp gỡ thực khách. Tô hủ tiếu ở quán được nhiều thực khách đánh giá là ngon nhờ nước dùng ngọt thanh, bò viên thơm dai. Tô thập cẩm còn có lá sách, nạm tim, nước tương đen dậy mùi. Ngoài ra Bình Minh còn đem tới cho khách hàng những món ăn ẩm thực đậm chất quê vợ Bến Tre của mình như dừa dứa, bưởi da xanh, rượu phù lễ. Ông chủ Bình Minh kinh doanh trước mắt tay, khách hàng từ nghệ sĩ đến mọi người đều kéo đến nườm nượp. Những khi không bận công việc, nam diễn viên thường lui tới quán và tự tay phục vụ thực khách. Bên cạnh việc kinh doanh nhà hàng, đầu năm 2016, nam diễn viên Bình Minh còn mở thêm một quán karaoke ở vị trí đắc địa ngay quận nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, quán vẫn hoạt động suôn sẻ và mang lại một nguồn thu nhập lớn cho gia đình Bình Minh. Nam diễn viên cực kỳ mát tay khi lấn sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực và giải trí. Nội thất sang trọng bên trong quán karaoke, nhà Bình Minh là điểm thu hút các dân chơi xài thành. Hoài Linh, danh hài Hoài Linh cũng là ông chủ của một tiệm bún mọc khá nổi tiếng trong giới ẩm thực xài thành. Quán Rờm Mọc trên đường Võ Văn Tần mở cửa từ năm 2014. Được nhiều thực khách khen ngợi bởi bát bún đầy đặn nguyên liệu theo kiểu miền Nam. Một tô bún có 5 loại chả cá như mộc chả, sườn mộc chả, giò heo mộc chả. Sườn mộc được làm từ giò sống, trộn với nấm mèo, vo viên, chiên vàng hoặc hấp chín, nước dùng trong mà ngọt thanh.
giá mỗi tô là 45.000 đồng trở lên, bán tới 22 giờ. Được biết đến nay Hoài Linh đã mở thêm một chi nhánh nữa, việc kinh doanh thuận lợi góp phần phục vụ cuộc sống nghệ sĩ và làm từ thiện. Là một trong những danh hài đắt show bậc nhất showbiz, Hoài Linh chọn kinh doanh nhà hàng để phục vụ cuộc sống và làm từ thiện. Tô bún nhà Hoài Linh nổi tiếng có nước dùng trong, thanh ngọt và đậm vị. Thu Trang Tiến Luật. Vào giữa năm 2017, vợ chồng nghệ sĩ hài Thu Trang Tiến Luật cũng khai trương cửa hàng chuyên về thịt bò, chế biến theo phong cách châu Âu. Nhiều sao Việt đã tới chung vui cả hai, quán ngày càng đông khách và phát triển. Mở cửa được 2 năm, nhà hàng của vợ chồng Thu Trang Tiến Luật chưa hề nghe một lời phàn nàn nào từ khách hàng. Ngoài điểm đến, điều thực khách quan tâm không kém chính là giá thành đồ ăn tại nhà hàng trông có vẻ sang chảnh này. Là quán ăn của Hoa hậu làng hài, ngỡ rằng giá các món ăn sẽ chẳng hề bình dân. Tuy nhiên, nhiều người đã nhầm bởi thực tế các món ăn giá chỉ có từ 89.000 đến 110.000 đồng. Với mức giá phải chăng, nhân viên phục vụ niềm nở nên nhà hàng rất đông khách. Trường Giang khai trương vào giữa tháng 3 2017, quán cơm Mười Khó của Trường Giang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nam ca sĩ còn tự tay vào bếp chế biến thức ăn cũng như chăm sóc khách mời. Tuy nhiên, những người yêu mến nam danh hài sau khi biết thông tin đã tìm đến quán để thưởng thức cũng như ủng hộ nghệ sĩ. Không gian quán được thiết kế đẹp mắt theo phong cách gợi nhớ miền quê với các vật dụng được làm từ tre. Những quan gánh đựng đầy rau củ quả, món ăn cũng mang đậm phong cách miền Trung quê hương của Trường Giang. Thực đơn toàn món ăn hấp dẫn, trang trí giản dị mà đẹp mắt. Những ngày đầu mở quán luôn trong tình trạng quá tải, đông nghịt khách. Sau khi dính phốt thái độ phục vụ của nhân viên, quản lý nhà hàng nhanh chóng lên tiếng xin lỗi nên việc kinh doanh thịnh vượng trở lại. Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương dành nhiều thời gian đến các đoàn vị khách quý và quán xuyến công việc kinh doanh. Năm Em. Vào tháng 3 năm ngoái, Năm Em tuyên bố đóng cửa nhà hàng sau gần nửa năm kinh doanh. Cô cho biết, thử sức với việc kinh doanh tôi thấy mình mất nhiều thời gian. Tôi định mở nhà hàng cho mẹ và chị gái đỡ vất vả ra ngoài làm việc, ai dè không thành công. Nhà hàng của người đẹp buộc phải đóng cửa sau gần nửa năm hoạt động. Tiền mặt bằng mỗi tháng đã gần 100 triệu đồng vì nhà hàng ở mặt tiền trung tâm quận 1. Có tháng tôi lỗ từ 200 đến 300 triệu đồng, ngoài việc phải thường xuyên túc trực để tạo niềm tin với khách. Tôi còn gặp khó khăn khi quản lý nhân viên. Nhiều khi tôi nói nhân viên không nghe lời, làm việc rất hời hợt. Sau khi đóng cửa, tôi chỉ thu hồi được bàn ghế chất lên xe tải chở về quê. Thời gian kinh doanh thua lỗ, Năm Em lâm vào nợ nần, kèm theo lùm xùm tình cảm khiến cô rơi vào stress nặng. Kinh doanh không phải là chuyện đùa khi nghệ sĩ tên tuổi lâu năm trong làng giải trí, mà chỉ cần một phút sơ sẩy cũng phải trả giá bằng tiền tỷ.